Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Học Văn Chị Hiên. Và video clip ngày hôm nay sẽ là một món quà vô cùng đặc biệt dành cho các bạn học sinh lớp 12. Vậy món quà hữu ích đó là gì? Cùng khám phá với chị Hiên nhá. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì đang đến gần, nhưng các bạn học sinh lớp 12 thì lại còn đang cực kỳ loay hoay với việc ôn tập của mình. Đừng lo lắng, đó là lý do vì sao mà Học Văn Chị Hiên chính thức cho ra đời khóa học luyện đề chuyên sâu. Đây sẽ là khóa học với mục tiêu giúp cho các bạn có thể có được một lộ trình ôn tập thật khoa học trong giai đoạn này, hướng tới kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đấy. Đây là lộ trình của khóa học chuyên sâu dành cho những bạn nào đang quan tâm nhé. Ở phần đầu tiên, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu lại về kiến thức các tác phẩm. Đương nhiên nó sẽ không thể nào đầy đủ và chi tiết bằng khóa học kiến thức nền đâu. Chúng ta sẽ chỉ có 4 buổi để cùng nhau ôn tập lại thôi. Phần thứ hai, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về phương pháp xử lý các dạng đề nghị luận văn học. Phần thứ ba, chúng ta cùng với nhau ôn về đọc hiểu và nghị luận xã hội. Và phần thứ tư, khi đã có đầy đủ các kiến thức, chúng ta sẽ cùng với nhau đi luyện đề. Và trong quá trình luyện đề, chúng ta sẽ có một bộ bao gồm 10 đề bài. Đây sẽ là 10 đề bám sát cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và các bạn ơi, hãy cùng đến với khóa học luyện đề chuyên sâu để cùng với chị Hiên khám phá những phần kiến thức này nhé. Ưu điểm của khóa học luyện đề chuyên sâu nhất định em phải biết nhé. Điều đầu tiên, đó chính là về hình thức học. Chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi trực tuyến qua các buổi phát trực tiếp trong group kín. Bên cạnh đó, những buổi thảo luận thì chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi qua Google Meet nhé. Với hình thức này thì các em hoàn toàn có thể tương tác với giáo viên về những băn khoăn và thắc mắc của các bạn trong quá trình học phương pháp cũng như luyện đề. Thứ hai, ở trong khóa học này sẽ bám sát cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia và chúng ta sẽ dựa trên sự thay đổi của đề thi dựa vào cấu trúc của đề minh họa để chúng ta cùng với nhau có được một cái chương trình ôn tập sát nhất với cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé. Cái số 3, chúng ta sẽ có một lộ trình vô cùng khoa học và rõ ràng trước khi các bạn đến với khóa học này. Và điều đó thì chị Hiên đã chia sẻ cùng với chúng mình ở trong phần lộ trình học rồi, đúng không nào? Cái thứ tư, các bạn sẽ có hệ thống đề này, tài liệu này, những cái phần bài tập về nhà và được chấm chữa vô cùng chi tiết đấy nhá. Đừng ngại viết, đừng ngại luyện tập, bởi vì đó chính là chiếc chìa khóa để giúp cho các bạn có thể đạt được số điểm môn văn tốt nhất đấy. Và cái thứ năm, các bạn sẽ được giải đáp 24/7 bất cứ khi nào các bạn có câu hỏi, có thể nhắn tin cho chị này hoặc là nhắn tin cho các anh chị trợ giảng ở trong khóa học của chúng ta. Và các em có biết điều làm nên sự đặc biệt của khóa học luyện đề chuyên sâu là gì không? Không phải là khi vào lớp chúng mình sẽ ngay lập tức cùng luyện đề đâu, mà đây sẽ là khóa học trọng tâm vào phương pháp. Các bạn biết rồi đấy, chúng ta thì sẽ thường gặp một đề là chúng ta sẽ làm luôn, đúng không ạ? Nhưng ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu, trước khi luyện đề, chúng mình sẽ có một cái quá trình để cùng ngồi lại với chị Hiên, cùng học cái cách làm nghị luận văn học này, đọc hiểu này, nghị luận xã hội này, hay nói cách khác, một trong những cái điểm khác biệt của khóa học này chính là trọng tâm vào phương pháp để giúp cho chúng mình vững vàng phương pháp, làm chủ bài thi, đạt số điểm cao nhất. Các bạn ơi, thời gian thì không chờ đợi chúng mình đâu, mà bây giờ không phải là lúc để chúng mình chậm chạp lê từng bước nữa. Đây sẽ là thời điểm mà các bạn phải chạy thật là nhanh, bởi vì cánh cửa đại học đang chờ đợi chúng mình ở phía trước rồi. Chị rất hy vọng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với các em ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu để có thể cùng với các bạn luyện đề chuẩn bị sẵn sàng nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để đạt được số điểm cao nhất với môn ngữ văn kèm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu của Học Văn Chị Hiên và đăng ký ngay để nhận được mức học phí vô cùng ưu đãi nhé. Hẹn gặp lại các em! Tham gia ngay khóa học chuyên sâu cùng với Học Văn Chị Hiên để chúng mình có thể đồng hành với nhau và gặt hái những điểm 8 cộng, 9 cộng môn văn ở kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu của Học Văn Chị Hiên.